Tin Nhắn Rất Vui khi được tái ngộ đến quý khán giả và cùng mời quý vị cùng đi chiêm bái với Tuyết Nha đến những ngôi chùa và những thắng cảnh nổi tiếng trên thế giới. Hôm nay Tuyết Nha sẽ mời quý vị cùng đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của phố Đà Sơn. Được mệnh danh là Hải Thiền Phật Quốc, Đất Phật Biển Trời, phố Đà Sơn bao đời vẫn luôn nổi tiếng là một trong tứ đại danh sơn của Trung Quốc. Phố Đà Sơn tên cũ là Tiểu Bạch Hoa hay còn gọi là Bồ Đà Lạc Già, tên khác là Mai Sầm Sơn. Phố Đà Sơn nằm trong biển Đông Nam ở Đình Hải, Chiết Giang, Trung Quốc, cách núi Chu Sơn chừng 6 dặm. Và truyền kỳ đây gọi là Nam Hải. Quanh năm, rất nhiều đoàn hành hương Phật tử trong và ngoài nước nô nức hành hương đến đây với niềm tin sâu thẳm về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ứng hiện. Còn gì tuyệt vời hơn thỏa nguyện ước ao một lần đặt chân đến Đức Phật và cùng viếng thăm. Phố Đà Sơn dài 12 dặm, rộng 6 dặm rưỡi, chu vi hơn 40 dặm. Phía đông dẫn đến Nhật Bản, phía bắc tiếp với Đăng Lai, phía nam trông về Mông Việt và phía tây thông với Ngô Hội, cách mực nước biển hơn 1.000 thước, khí hậu ôn hòa, phong cảnh u nhã đặc biệt, là thánh địa Phật giáo của Trung Quốc. Ngọn núi này cùng với Nga Mi Sơn của Tứ Xuyên, Ngũ Đài Sơn của Sơn Tây và Cửu Hoa Sơn của An Huy hợp lại được gọi là Tứ Đại Danh Sơn của Trung Quốc. Núi Phổ Đà là một đạo tràng Phật giáo được khai sáng từ đời nhà Đường cách đây hơn 1.000 năm về trước. Được mệnh danh là Hải Thiền Phật Quốc, là một trong Tứ Đại Danh Sơn của Trung Quốc. Núi Phổ Đà thuộc thành phố Đăng Sơn, tỉnh Chiết Giang. Nơi đây, nhiều người tin rằng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã nhiều lần ứng hiện, nên nơi đây thường có câu Thiên sứ kỳ cầu thiên sứ ứng, khổ hải thường tác đồ châu nhân. Tạm dịch: ngàn chỗ cầu xin ngàn chỗ hiện, biển khổ thường làm người đưa đò. Trong những thời cực thịnh như đời Minh, đời Thanh, núi có 3 ngôi đại tự, 88 am, 128 cốc với hơn 4.000 tăng chúng, nên có câu Sơn nương khúc xứ gai tàn tự, lồ dục cùng thời hữu ngộ tăng. Tạm dịch: chỗ núi uốn khúc đều ẩn chùa, đường đi sắp hết lại gặp tăng. Phổ Đà Sơn nổi tiếng với niềm tin nơi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Dù trải qua bao triều đại đổi thay, nhưng niềm tin đó không hề phai nhạt. Năm 1989, chùa miếu nơi đây được trùng tu. Đến nay đã có khoảng 20 ngôi chùa am được tu sửa, những hoạt động Phật sự trở lại bình thường. Từ cuối thời dân quốc đến năm 1979, Phổ Đà Sơn cũng như nhiều Phật tích khác phải chịu cảnh suy vi. Năm 1985, núi mới được chính thức trở lại đón khách. Suốt năm, các hàng Phật tử trong và ngoài nước đi hành hương núi Phổ Đà không ngớt, nhất là vào những dịp lễ lớn gọi là Đại Hương Kỳ, nhằm vào các ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 âm lịch, đồng với những ngày vía của Đức Quán Thế Âm. Số người lên núi đã đến con số hơn 30.000 người. Vào những ngày này, đèn đuốc ở những ngôi chùa được thắp sáng trưng, khói hương nghi ngút. Kính thưa quý vị,
núi Phổ Đà lớn nhỏ hơn 300 ngôi chùa, 12 tháp Phật với kiến trúc đặc biệt. Những am viện lập tranh kết cỏ đó đây liền nhau mạch lạc trật tự rành mạch cùng với khí hậu ôn hòa, phong cảnh ưu nhã. Là thánh địa Phật giáo Trung Quốc nên hàng năm rất nhiều đoàn khách thập phương đến viếng thăm cảnh đẹp của Phổ Đà Sơn. Theo như bài viết có trích dẫn từ Bách Khoa, Quảng Đạt, biên dịch, thì đây là một hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Châu Sơn, chiều nam bắc hẹp và dài, diện tích ước chừng khoảng 12.5 km². Trên đảo, phong cảnh ưu mỹ, có đồng sâu kỳ thạch, chùa cổ điện ngọc, sương mây lượn lờ. Phổ Đà Sơn cùng với Cửu Hoa Sơn, Nga Mi Sơn và Ngũ Đài Sơn được gọi là tứ đại danh sơn của Phật giáo Trung Hoa. Với địa thế tòa hải sơn, Phổ Đà Sơn hiển hiện vẻ đẹp tự nhiên của núi và biển, đó gọi là sơn hải tương liên, càng làm cho phong cảnh thêm tú lệ và hùng vĩ. Phổ Đà Sơn có tên gọi là Hải Thiên Phật Quốc hay Nam Hải Thắng Cảnh, đồng thời cũng là nơi thắng cảnh du lịch hải đảo vô cùng nổi tiếng. Nằm ở phía đông quần đảo Châu Sơn, thuộc vùng duyên hải Triết Giang, Trung Quốc, Phổ Đà Sơn có khí hậu ôn hòa dễ chịu. Ngôi chùa đầu tiên tại đây được xây dựng năm 858 do Đại sư Huệ Ngạc, nhà sư người Nhật Bản làm trụ trì. Đến nay còn có chùa Phổ Tế, chùa Pháp Vũ, am Bàn Đà, am Linh Thạch, động Triều Âm, động Phạn Âm cùng một số danh thắng khác. Nơi đây bốn mặt giáp biển, phong cảnh tú lệ tĩnh mịch, huyền ảo, được tôn xưng là nhân gian đệ nhất thanh tịnh địa. Trên đảo cây gỗ phong phú tốt tươi, có hoa thơm, chim hót, vốn được gọi là vườn bách thảo hải đảo. Trên núi có tổng cộng 66 loại cây gỗ 100 năm tuổi với 1.221 cây. Phổ Đà Sơn còn là nơi có nhiều hoạt động tôn giáo khác. Rất nhiều di tích có thể tìm thấy được ở khắp mọi nơi. Nơi đây, thời Đại Đường năm 847 sau Tây Lịch, có một vị tăng người Ấn Độ đến thăm động Triều Âm. Cảm ứng Quán Thế Âm hóa thân mà thuyết diệu pháp, từ đó sự tích linh thiêng bắt đầu. Tây lịch năm 863, vị tăng người Nhật Bản là Huệ Ngạc Đại sư lưu thánh tượng tại động Triều Âm thờ cúng. Sau này các tự viện được bắt đầu xây dựng rất nhiều. Thời kỳ đỉnh cao, toàn núi có 4 chùa lớn, 106 am, sự gọi là chấn đáng đệ nhất Phật quốc. Vào hai thời Tống Nguyên, Phật giáo Phổ Đà Sơn phát triển rất mạnh. Năm Tống Cản Đức thứ 5, Tây lịch 967, Triều Khuông Dần cử nội thị Ngọc Quý đến núi dân hương. Năm Nguyên Phong thứ 3, Tây lịch 1080, triều đình hiến bạc xây dựng Ngọc Đà Quan Âm Tự. Thương nhân hay những người triều cống đến từ các nước Nhật, Đài Hàn thời đó cũng bắt đầu nghe danh mà lên núi lễ Phật. Từ tư viện Quan Âm có thể ngồi tọa thiền bên bờ biển nghe sóng thủy triều. Nhiều du khách hành hương ngồi trong chiếc đình bên bờ biển hóng gió, quên cả trời đã tối. Cổng chính của viện đóng cửa, mọi người thúc giục ra về. Cửa chùa tuy đóng vào buổi tối, nhưng cửa tâm vẫn còn mở, để âm ba từ bi của sóng tràn vào, để núi trí huệ sừng sững chắn mọi phiền não, để gió hoan hỷ thấm nhuần tâm can. Đến đây, đa số đoàn du lịch đều đi phà qua núi Lạc Già. Trên biển cả mênh mông, chung quanh toàn là đảo, trên đảo là núi và những ngôi cổ tự. Bên núi Lạc Già có tượng Quán Thế Âm Niết Bàn, tháp Ngũ Bách La Hán. Thấp thoáng còn có bóng dáng của chư tăng khoác y vàng. Trên những ngọn núi, tam bảo đã được hình thành từ xa xưa, lúc mà khoa học kỹ thuật còn chưa hiện đại. Phải chăng tín ngưỡng trong thời đại đó lại càng làm tăng thêm tính linh thiêng, mầu nhiệm? Đến đây,
du khách hành hương nườm nượp đổ về phố Đà Sơn. Khi họ tìm đến nơi này, không phải để tìm vật hữu tình, mà tìm lại tâm linh vô giá, vô hình, niềm vui, niềm tin yêu, niềm an lạc, tìm lại sự đồng điệu, bao dung giữa nhân loại và cây cỏ, đất trời. Đến đây, du khách tìm lại được những cảm giác an toàn, hạnh phúc và an lạc. Vẻ đẹp, sơn hải mỹ lệ và văn hóa Phật giáo thần bí, phố Đà Sơn từ lâu đã hấp dẫn những văn nhân nhã sĩ đến núi ẩn cư, tu luyện hay du lịch. Phố Đà Sơn, một đạo tràng gắn liền vào tâm thức của nhiều Phật tử với hình ảnh của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Phố Đà Sơn, một trong tứ đại danh sơn Phật giáo của Trung Quốc, hẳn nhiên trở thành một địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng. Bên bờ biển Đông, từng đợt sóng từng ngày đã đón rước hàng vạn du khách thập phương đến phố Đà Sơn. Đặt chân đến hải đảo, gió từ biển thổi vào lồng lộng càng giúp cho du khách hành hương như cuốn đi bụi trần phiền não. Bên xào xạc cây rừng vách núi, bên âm ba sóng biển vỗ bờ, hòa cùng âm thanh niệm chú phát ra từ các loa đặt hai bên đường, khiến cho người ta quên đi cảm giác mệt mỏi đường xa. Kinh Hoàng Nghiêm đã thuyết, Quán Tự Tại Bồ Tát Chí Phổ Đà Lạc Già Sơn có thể đã khiến nơi này trở thành một nơi thánh địa Phật giáo và đã đi sâu vào tâm thức của nhiều người Phật tử về niềm tin sâu thẳm đối với Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Tuyết Nhà xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và đồng hành với Tuyết Nhà trong suốt chặng đường vừa qua. Xin kính chúc cho quý khán giả luôn luôn được an lạc, nhiều sức khỏe và thành công. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình này kỳ sau.